Chào mừng tất cả các anh chị đã quay lại với kênh YouTube Bất Động Sản Bầu Bàng của Hà Giang. Vâng, thì hôm nay trên con đường D13, một tuyến đường gọi là tuyến đường ăn chơi tại khu công nghiệp Bầu Bàng anh chị nhá. Hà Giang sẽ giới thiệu đến anh chị một căn nhà anh chị với diện tích ngang là 6,5 m, tức là 6,5 m đấy anh chị. Đấy, 6,5 m, sâu vào là 30. Phía trước có một cái sân rất chi là rộng, tầm khoảng là 15 mét anh chị nhá. Thì cái căn nhà này phía trước có cái sân rộng như thế ấy, thì anh chị có thể mua vào, anh chị cũng có thể là buôn bán và mở quán xá được anh chị nhá. Vâng, thì cái căn nhà này xây hết đất luôn anh chị. Nói chung là xây từ bên này qua bên kia luôn, cho nên là với cái diện tích rất chi là rộng anh chị. Đó. Thì ở phía đây thì sẽ có một cái phòng khách anh chị. Đây. Và tiếp tới phòng khách á, thì sẽ có một cái cầu thang đi lên trên gác. Đó anh chị thấy không ạ? Nhà thì nói chung là kết cấu tự xây, cho nên là rất chi là chắc chắn anh chị. Và hiện tại thì cái căn nhà này của người ta bên cũng đang là bên chủ nhà cũng đang là vay ngân hàng anh chị nhé. Vâng, thì bước qua cái chỗ cầu thang này thì chúng ta sẽ đến với cái không gian của bếp anh chị nhé. Và phía trong đây chúng ta sẽ có thêm một cái phòng ngủ ở trong đây anh chị ạ. Đó anh chị thấy không ạ? Một cái phòng ngủ được trang trí rất chi là đẹp luôn anh chị nhé. Đó. Và trong phòng ngủ nữa thì phía đằng sau đây thì sẽ có thêm một cái nhà vệ sinh. Đấy anh chị thấy không ạ? Một cái nhà vệ sinh, một cái nhà tắm anh chị nhé. Và phía đằng sau cái nhà tắm này thì sẽ có một cái lối thoát hiểm anh chị. Sở dĩ chỉ có một cái phòng ngủ, một cái nhà vệ sinh và một cái phòng khách, phòng bếp thì đã chiếm hết tầm khoảng hơn 15 mét rồi anh chị ạ. Đó, thì đây đây là phòng phòng bếp anh chị nhá. Có quạt này kia đàng hoàng luôn anh chị ạ. Thì sau khi chúng ta đã xem xét ở dưới rồi thì bây giờ em xin mời anh chị đi lên trên gác cùng với em để tham quan cũng như là để xem ở trên gác gồm có mấy phòng ngủ và có bao nhiêu phòng ngủ ở trên đây và xây dựng như thế nào anh chị nhá. Đây, thì ở đây là lối cái cầu thang anh chị nhá. Lối trên cầu thang. Và bây giờ ở trên gác thì người ta đổ là 22 tấm nha anh chị nhá. Tức là người ta sẽ đổ mặt dưới và mặt ở trên gác thôi, còn phía trên thì người ta làm tôn chứ không có đổ. Cái này là người ta chỉ đổ một tấm chứ không phải là hai tấm anh chị nhé. Vâng, thì đi lên rẽ trái thì sẽ có một phòng ngủ, hai phòng ngủ luôn anh chị. Đấy, và một cái phòng vệ sinh ở đằng sau anh chị nhé. Thì bây giờ chúng ta cùng đi và xem anh chị ha. Đấy, thì ở sau đây thì cũng sẽ có một cái nhà vệ sinh, một cái bồn rửa mặt. Đó, thì cũng giống như ở phía dưới đó anh chị. Đấy. Nhưng mà ở phía dưới thì có một cái bếp và một cái phòng ngủ, một phòng khách. Còn ở phía trên đây nó sẽ có hai cái phòng ngủ và một phòng thờ anh chị nhá. Thì đây là một cái căn nhà ngang là 6,5 m. Và hiện tại chủ nhà đang ký gửi lại cho Hà Giang bán là 5,3 tỷ có thương lượng anh chị nhá. Có thương lượng nhẹ. Đấy, thì đây là một cái phòng ngủ đang để trống và thêm một cái phòng ngủ nữa ở bên cạnh. Và tiếp tới chúng ta sẽ tới cái phòng phòng thờ anh chị nha. Và ngoài phòng thờ thì chúng ta sẽ có một cái lan can cũng như là một cái sân thượng để mà ngắm cảnh anh chị nha. Đấy, thì căn nhà này hiện tại thì lợp tôn anh chị nha, chứ không phải là đổ anh chị nha. Đó, phía ngoài đây sẽ có một cái phòng khách rất chi là rộng, không phải là phòng khách mà là một phòng thờ rất chi là rộng rãi anh chị nhé. Đó, một phòng thờ nói chung là cực kỳ rộng luôn anh chị ạ. Đó, và ngoài phòng thờ thì có một cái hành lang đứng ra ở phía ngoài và nhìn ra đường D13 anh chị nhé. Thì đây là một cái mặt bằng rất là thích hợp cho những anh chị nào mua, có thể là kinh doanh quán xá. Nói chung đã mua nhà, mua đất ở trên con đường D13 này là mặt tiền đường lớn như thế này á, thì yêu cầu là phải có một mặt bằng cũng bề ngang cũng phải lớn lớn một chút xíu anh chị. Đó, thì từ vị trí em đang đứng mà đi ra ngoài đó thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10 đến 15 mét anh chị nhé. Đấy, thì ở phía bên cạnh là một cái phía bên cạnh là phía đối diện anh chị thì là
Đối diện là nhà hàng Thùy Linh, còn phía bên cạnh là cái phố 13 anh chị ha. Đó. Thì ở cái video trước thì Hà Giang có giới thiệu một cái mặt bằng cũng là ngang 10 dài 30, có thổ cư 100% và đang kinh doanh quán bia và đang bán với giá là 8 tỷ. Và nếu như mà bán để lại tất cả các bàn bia nội thất trong nhà thì là 8 tỷ. Còn nếu như mang đi bàn hoặc là thanh lý bàn bia thì người ta sẽ bán là 7 tỷ rưỡi anh chị nhé. Đấy, thì đây là một cái căn nhà bên gia chủ tự mình xây dựng lên cho nên là rất chi là chắc chắn anh chị ạ. Đấy, thì để lại nếu như mà để lại tất cả các nội thất trong nhà thì là 5 tỷ 3. Đấy. Còn nếu như anh chị muốn sở hữu lại tất cả các bàn ghế dụng cụ trong nhà thì có thể thương lượng trực tiếp với chủ nhà anh chị nhé. Phía trước là một cánh cửa sắt nhưng mà cánh cửa sắt này là cửa sắt giả gỗ anh chị nhé. Nhìn như là gỗ thật luôn đấy chị. Đó, và phía trước thì chúng ta sẽ có một cái mặt bằng ở phía trước có thể kinh doanh buôn bán, và đây là cái con đường rộng hai mươi mấy mét luôn anh chị nhé, 23 đến 25 mét anh chị nhé. Đó, ở phía đầu kia thì gồm có nhà hàng tiệc cưới này, bên đây là có hầm rượu này, rồi quán Thủy Linh này, đây là massage phát tài này anh chị này, rồi tiếp tục ở bên đây là nhà hàng Thùy Linh tiệc cưới này, và tiếp tới nữa thì sẽ có một cái karaoke 559. Nói chung là trên con đường này thì rất chi là nhiều dịch vụ ở trong đây anh chị nhé. Đó, thì nếu như anh chị nào có nhu cầu mua để đầu tư hoặc là kinh doanh hoặc là có hướng gọi là để mua để mà sử dụng về cái mặt bằng để mà kinh doanh buôn bán thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0356 55 55 79 anh chị nhé. Đây, thì đây là mặt tiền đường D13 và từ vị trí em đang đứng mà ra đường NC thì tầm khoảng 200-300 m anh chị nhé. Và ra cổng trung tâm hành chính Bầu Bàng cũng vậy. Thì đây là mặt trước của căn nhà. Rồi thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Hà Giang xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video lần sau. Và nếu như anh chị nào đang xem tới giờ phút này hãy cho Hà Giang một like, một đăng ký kênh anh chị nhé. Xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị.